điểm nổi bật đầu tiên đó chính là sự gọn gàng của máy, tại vì nó đã được tích hợp cốc chứa bã áp ở bên trong thân máy như thế này. Nhờ vậy mà máy sẽ ít chiếm không gian như một số loại khác. Và đây cũng là mục tiêu mà thương hiệu này hướng đến, chinh phục các không gian chật hẹp. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một người dùng nước ép thường xuyên và cũng đã trải nghiệm qua kha khá các loại máy ép rồi, cũng như là bạn đang có ý định đầu tư một chút để có thể thưởng thức chất lượng nước ép được tròn vị hơn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà bỏ qua những chiếc máy ép đến từ nhà Hurom được. Và sản phẩm xuất hiện cùng với Linh trong video này chính là siêu phẩm máy ép đầu tiên có ống tiếp nguyên liệu ép nguyên trái. Và chúng ta nhìn vào thì thấy là nó cũng lớn gấp 3 lần so với những loại máy ép trước đó. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng với Linh tìm hiểu về nó nhé. Với vẻ ngoài là hình trụ nguyên khối như thế này thì nó đã tạo ra một sự khác biệt cho máy rồi. Và khi mà nhìn lướt qua thôi thì chúng ta đoán được là nó đến từ Hurom đấy ha. Máy được trang bị công suất mạnh mẽ là 200W và động cơ AC làm giảm tiếng ồn cũng như là chống rung. Điểm nổi bật đầu tiên đó chính là sự gọn gàng của máy, tại vì nó đã được tích hợp cốc chứa bã ép ở bên trong thân máy như thế này. Nhờ vậy mà máy sẽ ít chiếm không gian như một số loại khác. Và đây cũng là mục tiêu mà thương hiệu này hướng đến, chinh phục các không gian chật hẹp. Sau khi ép xong thì chúng ta có thể dễ dàng lấy ra để vệ sinh. Tiếp theo chính là phần nổi bật nhất của những dòng máy gần đây mà Hurom cho ra mắt, đó chính là phần ống tiếp nguyên liệu này. Ống tiếp nguyên liệu này thì ước chừng nó có kích thước là lớn gấp 3 lần các loại máy ép trên thị trường đã được giới thiệu trước đó. Và ngoài việc ép được nguyên trái thì chúng ta có thể cho hết nguyên liệu vào rồi ép một lần luôn. Nó giống như là một chiếc bình chứa nguyên liệu, nghiền rồi đẩy xuống cho trục ép liên tục. Nhờ vậy mà chúng ta có thể chủ động về thời gian của mình hơn. Ví dụ như là trong lúc đợi máy ép thì mình có thể tranh thủ làm những việc lặt vặt nào đó. Và đến khi mà chúng ta quay lại thì đã có một ly nước ép thơm ngon rồi. Còn trường hợp mà bạn muốn ép thêm thì chúng ta chỉ cần mở cái nắp này ra đó. Và mình cho nguyên liệu vào là được. Tại vì máy có trang bị chức năng tự động ngắt khi mà mở nắp, cho nên là nếu mà muốn ép thêm lượt nữa thì cũng không phải tắt máy đâu. Hoặc là chúng ta có thể bỏ nguyên liệu qua lỗ tròn ở phía trên nắp này là được. Cách nào thì cũng ok hết, nhưng mà làm sao để máy có thể tải được một lượng nguyên liệu như vậy? Tất nhiên là để làm được những điều mà những chiếc máy khác không làm được thì nó cũng phải có những chi tiết mà những chiếc máy khác không có được. Ở bên trong ống tiếp nguyên liệu thì sẽ có trang bị thêm một lưỡi dao để cắt nhỏ nguyên liệu và đẩy chúng xuống trục ép. Cỡ hai trái táo to như thế này thì cũng không là vấn đề, nó sẽ cắt lần lượt hết trái này đến trái khác. Như vậy là chúng ta đỡ công cắt nhỏ trái cây ra ha. Và với chiếc máy này khi mà chúng ta ép trái cây hay rau củ thì nó sẽ cho mình hai lựa chọn về lưới lọc để phù hợp với hai kiểu nguyên liệu điển hình. Màu cam có ký hiệu chữ A là lưới lọc thô, dùng để ép các loại rau quả thông thường như là họ cam, quýt, táo, rồi nho, dưa, dứa v.v. Còn loại màu đen mà có chữ B tức là lưới lọc tinh, dùng để ép các loại rễ cộng giàu chất xơ hoặc là rau nhiều lá. Linh đã có chuẩn bị táo và dưa hấu để thử với lưới lọc thô. Bây giờ thì mình ép táo trước ha. Đây là độ ồn của máy khi hoạt động nha mọi người. Còn về bã ép thì Linh thấy là bã khá là kiệt nước, thế nhưng mà vẫn còn khá ẩm. Tiếp theo sẽ là dưa hấu nha. Linh sẽ ép với miếng to như thế này để xem là máy làm việc như thế nào ha. Nãy giờ là những hình ảnh xác thực nhất về cách hoạt động của chiếc máy này chuyên ép nguyên trái và những nguyên liệu cỡ lớn. Còn về chất lượng thì uống thử mới biết được nha. Lên cảm giác là khi mà uống vào á, kiểu như là nó có một cái miếng trái cây nhỏ nhỏ trong miệng của mình vậy á. Tức là không chỉ có nước thôi mà còn có cả tinh bột của trái cây nữa. Tuy nhiên là cái phần tinh bột này thì cảm giác nó cũng hơi nhiều và hơi đặc, nó lại còn có lẫn một chút bã nha. Linh sẽ lọc qua để cho mọi người thấy rõ hơn ha. Tiếp theo là những nguyên liệu cho mình làm món nước ép mix vị, và cũng để chúng ta trải nghiệm cái lưới lọc tinh luôn ha.
Linh sẽ cho cần tây này, thơm và cam vào ở trong ống tiếp nguyên liệu, rồi xem máy làm việc như thế nào ha. Linh thấy là máy đảo đều hết các nguyên liệu và nó cắt nhỏ để mà đưa xuống trục ép. Ta-da! Đây chính là thành phẩm. Ly này thì hồi nãy Linh đã có uống thử rồi và Linh cảm nhận là vẫn có một chút lợn cợn từ tinh bột của trái cây. Đây chính là cái sự tròn vị mà Linh đã có nói đến ở đầu video á. Nó làm cho mình cảm nhận rõ được mùi vị của trái cây hơn là các loại nước ép loãng theo kiểu là nước được tách ra từ trái cây mà thôi. Nhưng nếu như mà nhiều bạn lại không thích cái sự lợn cợn này á, thì chúng ta có thể lọc qua nha. Tại vì vẫn có một ít lợn cợn của rau trộn vào trong tinh bột của rau củ quả. Sau khi mà để khoảng một tiếng á, thì Linh cũng không thấy là nó bị tách nước nhiều. Chỉ có một ít tinh bột nổi lên trên và nước ép á, thì cũng không có bị đổi màu. Tóm lại thì việc máy được trang bị thêm một lưới lọc như thế này, nó sẽ tránh được tình trạng bị kẹt ở một vài loại máy ép hiện nay và đồng thời thì cũng giữ lại được lượng tinh bột của rau củ quả trong nước ép. Tuy nhiên là nó sẽ hơi nhiều phụ kiện một chút và sẽ mất công cho mình khi vệ sinh. Thế nhưng mà những ai mà chúng ta quan tâm đến chất lượng nước ép hơn á, thì Linh nghĩ là việc máy được trang bị thêm một cái lưới lọc này nó cũng không đáng quan ngại đúng không? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng nút đảo chiều ở đây nếu như mà mình gặp phải tình trạng tắc nghẽn nguyên liệu. Và ngoài ra thì máy cũng có trang bị thêm nút gạt ngay vòi thải bã để có thể vệ sinh sạch sẽ phần bã ép mà tồn đọng ở bên trong. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau nói về đặc điểm của chiếc máy này cũng như là đánh giá về nước ép của nó. Với sự khác biệt về thiết kế này, về các bộ phận bên trong thì nó đã tạo nên cho mình một ly nước ép chất lượng hơn. Thành ra là những bạn nào mà chúng ta thường xuyên dùng nước ép, mình cũng có điều kiện về kinh tế và sẵn sàng đầu tư một chiếc máy để có thể thưởng thức một ly nước ép tròn vị thì đây là sự lựa chọn hàng đầu. Thông tin thêm đến cho các bạn đó là sau dòng máy H200 này thì có phiên bản nâng cấp là H300 khác nữa, chúng ta cũng có thể tham khảo nhé. Và chi tiết về giá của chiếc máy này là bao nhiêu thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở bên dưới phần mô tả ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho ekip của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!